chào các em hôm nay cô giảng cho các em bài học đầu tiên của chương trình kế toán doanh nghiệp bài học đầu tiên cũng là để trả lời cho câu hỏi tiền đâu à, đó chính là kế toán tiền tại doanh nghiệp tiền tại doanh nghiệp à, là à, mục tiêu của à, bài học này là giúp cho các em hiểu được khái niệm tiền tại doanh nghiệp à, các tài khoản sử dụng tiền tại doanh nghiệp các nguyên tắc hạch toán tiền tại doanh nghiệp và những công việc của một kế toán doanh nghiệp phải làm. À, những vấn đề chung về kế toán tiền tại doanh nghiệp thì nội dung gồm có cái toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. Thì uh, trong bài học này à, chúng ta sẽ lần lượt um, à, à, tìm hiểu những cái nội dung đó. Thế thì trong uh, dân gian cũng trong nền kinh tế xã hội thì có nhiều cách hiểu về tiền. À, tuy nhiên, à, tiền trong doanh nghiệp thì được hiểu là một bộ phận của tài sản ngắn hạn và đây cũng là một cái điều kiện tiên quyết khi thành lập doanh nghiệp à, là phải có vốn bằng tiền. À, doanh nghiệp dùng tiền để đáp ứng những nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp cũng như để mua sắm chi tiêu cho hoạt động của doanh nghiệp và tại doanh nghiệp thì tiền tồn tại dưới ba hình thái. À, thứ nhất là tiền Việt Nam đồng, à, thứ hai là À, tiền ngoại tệ và thứ ba là vàng tiền tệ và ba hình thái này thì chúng ta trong bài giảng của chúng ta cũng thống nhất à, gọi chung đó là tiền thì à, tiền tại doanh nghiệp à, có thể tồn tại dưới dạng tiền mặt thì chúng ta thấy doanh nghiệp nào cũng có trang bị một cái két sắt và giao cho một thủ quỹ để mà giữ tiền chịu trách nhiệm trong coi thu chi xuất nhập và luôn luôn lúc nào cũng phải đảm bảo là con số tồn quỹ thực tế phải bằng với lại tồn sổ sách. rồi còn một cái khoản tiền của doanh nghiệp nữa đó là gửi tại ngân hàng ha và trong quá trình hoạt động thì có những khi doanh nghiệp chuyển tiền nộp vào ngân hàng nhưng mà chưa nhận được giấy báo có hay là những khoản tiền mà chuyển trả cho các đối tác À, nộp thuế vân vân mà chưa nhận được giấy báo nợ thì hai trường hợp này người ta gọi là tiền đang chuyển. Thế thì trong bài học này chúng ta sẽ à, tìm hiểu qua ba cái à, cách trữ tiền này. Thì à, mỗi cái à, vị trí tiền thì chúng ta có theo dõi trên một tài khoản khác nhau. Ví dụ tiền mặt là tài khoản 111, tiền gửi ngân hàng là tài khoản 112, tiền đang chuyển là tài khoản 113 và theo đúng cái trật tự tiền việt nam đồng rồi tới ngoại tệ tới vàng tiền tệ thì cứ mỗi một cái tài khoản cấp hai đó chúng ta thêm cái ký hiệu số một vào cái à, tiền việt nam ngoại tệ thì chúng ta thêm số 2, vàng tiền tệ thì chúng ta thêm số ba ừ. thì tương tự như vậy tiền gửi ngân hàng cũng vậy riêng tiền đang chuyển thì à, không có cái dạng vàng tiền tệ nha các em thì trên cái ba loại này thì chúng ta có cái nguyên tắc hạch toán tiền à, tại doanh nghiệp thì hiện nay thì luật cũng cho phép rằng là doanh nghiệp có thể đăng ký cái đồng tiền ghi chép sổ sách nào mà phù hợp với ngành nghề của mình hay là phù hợp với lại cái yêu cầu công việc tuy nhiên đa số thì áp dụng là tiền đồng Việt Nam thì toàn bộ cái đơn vị tiền tệ hạch toán cho dù là ngoại tệ đi nữa thì khi đến cuối kỳ báo cáo tài chính cũng phải chuyển về tiền đồng Việt Nam ha và À, các chứng từ liên quan đến tiền ví dụ như phiếu thu phiếu chi hay là các ủy nhiệm chi v v thì đều phải có đầy đủ chữ ký cũng như đầy đủ các thủ tục theo quy định của à, chứng từ kế toán và tiền mặt thì là do thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý thu chi xuất nhập à, hàng ngày phải đối chiếu với lại à, kế toán thanh toán kế toán tiền mặt để làm sao đảm bảo cho số tồn quỹ thực tế và tồn quỹ sổ sách phải luôn luôn khớp với nhau rồi, và hiện nay thì mỗi một nghiệp vụ thu chi bằng tiền mặt cho phép là phải dưới 20 triệu đồng một nghiệp vụ. Nếu trường hợp vượt 20 triệu đồng thì phải dùng theo phương thức chuyển khoản. À, nói như vậy không có nghĩa là nó cứng ngắt như vậy thì nhiều doanh nghiệp, nhiều kế toán có kinh nghiệm đó thì người ta sẽ chia nhỏ ra những cái khoản những cái nghiệp vụ người ta chia nhỏ ra, ví dụ như cần phải chi ra 25 triệu đồng. Thế thì kế toán phải chia nhỏ ra thành hai nghiệp vụ như vậy thì nó sẽ ổn hơn. đây là cái cách mà mình vận dụng thôi nhưng mà cũng không nhiều ha. rồi thì à, chúng ta lần lượt tìm hiểu à, kế toán tiền Việt Nam đồng tiền mặt tài khoản theo dõi là tài khoản một 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 thì tài khoản này số dư đầu kỳ nằm bên nợ thể hiện số tồn quỹ đầu kỳ và tất cả các khoản phát sinh tăng trong kỳ thì ghi ở bên nợ luôn tức là những phát sinh tăng như là tiền nhập quỹ hay là những số tiền mua bán à, thu bằng tiền mặt vân vân ha rồi các khoản số tiền thừa khi kiểm kê à, đang chờ xử lý chúng ta cũng ghi vào đây và à, khi đánh giá lại các khoản tiền ngoại tệ à, cuối năm tài chính á, thì chúng ta phải đánh giá lại ngoại tệ và nếu như tỷ giá thực tế cao hơn tỷ giá trên sổ sách của mình có nghĩa là lúc bây giờ là lãi tỷ giá chúng ta cũng đưa khoản trên lệnh lãi đó vào bên nợ tài khoản 111 tương tự như vậy vàng tiền tệ cuối năm tài chính chúng ta phải đánh giá lại so với giá vàng thực tế nếu giá vàng thực tế mà thị trường mà cao hơn à, giá vàng còn trữ của mình thì xem như là cũng được lãi và cái khoản trên lệch tăng đó chúng ta cũng ghi bên nợ tài khoản 111 rồi bên có tài khoản 111 là tất cả những khoản chi ra làm giảm tài khoản 111 ví dụ như là chi thanh toán các khoản chi phí nào đó mua sắm vật tư nguyên liệu và những cái khoản thiếu hụt khi kiểm quỹ chúng ta cũng đưa vào đây trong khi chờ xử lý rồi những khoản trên lệch lỗ tỷ giá hay là lỗ giá vàng chúng ta cũng đưa vào bên có tài khoản 111 số dư cuối kỳ thì nằm bên nợ tài khoản 111 thể hiện số tiền còn tồn quỹ cuối kỳ Tương tự như tài khoản 111 thì tài khoản 112 cũng để ghi nhận số tiền còn trữ trong ngân hàng, số tiền hiện có trong ngân hàng đầu kỳ là nằm bên nợ và tất cả các khoản làm tăng giá trị, tăng số tiền trong ngân hàng sẽ thể hiện ở được ghi chép bên nợ tài khoản 112 ha. À, ở trên là tỷ giá lãi hay là trên là vàng lãi thì chúng ta cũng ghi bên nợ tài khoản 112. Còn bên có cũng là những khoản ghi giảm à, giảm uh, tiền gửi ngân hàng. Số dư cuối kỳ nằm bên nợ thể hiện số tiền ngân hàng còn tồn cuối kỳ. Um, rồi thì một số nghiệp vụ chủ yếu thì ở đây những nghiệp vụ chủ yếu sử dụng bằng tiền gửi ngân hàng hay là tiền mặt thì những nghiệp vụ nó hạch toán tương tự như nhau. Cái nào mà sử dụng bằng tiền gửi ngân hàng thì chúng ta đưa định khoản qua bên một một hai còn nào sử dụng tiền mặt thì ta chúng định khoản một 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 còn cái cách định khoản cách sử dụng thì là như nhau à đây các bạn nhìn thấy à bên nợ là thể hiện chẳng hạn như mình thu bán hàng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ hay là doanh thu hoạt động tài chánh hay là thu nợ à, thu nợ của khách hàng hay là nhận tiền ứng trước của khách hàng hay là những cái khoản à, ký quỹ ký cược nay mình thu hồi lại vân vân ha thì tất cả những khoản làm tăng à số tiền của mình tăng tiền mặt thì mình ghi nợ tài khoản 111, tăng tiền gửi ngân hàng thì mình ghi nợ tài khoản 112. Rồi, những cái khoản mà làm giảm tiền mặt hoặc giảm tiền gửi ngân hàng thì chúng ta ghi bên có. Chẳng hạn như là chi ra để mua vật tư nguyên liệu hay là chuyển khoản mua vật tư nguyên liệu à, để phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh hay là những khoản chi thanh toán nợ, trả lương, trả thuế vân vân. Tất cả những cái gì làm giảm à, nguồn tiền của mình thì đều ghi bên có rồi số dư cuối kỳ thì nằm bên nợ nếu là tiền mặt thì nó nằm bên nợ tài khoản 111 Nếu là tiền gửi ngân hàng thì nằm bên nợ tài khoản 112 à, chúng ta bước qua một số nghiệp vụ chủ yếu để mà ghi nhận kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu thì tài khoản chủ đạo là tài khoản 111 và 112 thì à, bên nợ của tài khoản này 111, 111 112 là thể hiện các khoản làm tăng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng còn đó sẽ đối ứng với bên có các tài khoản có liên quan có ví dụ như khi nhận góp vốn à, bằng tiền thì sẽ đối ứng với có tài khoản 411 hay là khi vay à, ngân hàng thì đối ứng với có tài khoản 341 hay là khi ghi nhận doanh thu bán hàng À, hay là à, doanh thu hoạt động tài chánh hay là thu nhập khác thì sẽ đối ứng với có tài khoản 511 hoặc 515 hoặc 711. À, khi thu hồi các khoản nợ hoặc là thu hồi tạm ứng hay là à, những cái thu hồi từ khoản ký quỹ thì chúng ta đối ứng với có tài khoản 131 à, một, hoặc là 138 hoặc là 141 hoặc là 244 vân vân. Còn khi thu hồi các khoản từ đầu tư tài chánh thì nó sẽ đối ứng với có tài khoản 112 hoặc 128 hoặc 2221 hoặc 222 hoặc 228 vân vân. Trong trường hợp mà có lãi tỷ giá vàng à, thì chúng ta sẽ ghi nhận đối ứng với tài khoản 515. Tất cả đều được ghi nhận bên nợ tài khoản 111 hoặc 112. Trường hợp à, những cái khoản chi ra làm giảm tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng thì chúng ta sẽ thể hiện ghi nhận bên có tài khoản 111 hoặc 112. Nó sẽ đối ứng với các tài khoản có liên quan à, Ghi nợ các tài khoản có liên quan Ví dụ khi à, mua nguyên vật liệu à, bằng tiền mặt Thì chúng ta ghi nợ tài khoản 152 có tài khoản 111 Trường hợp mua nguyên vật liệu bằng tiền gửi ngân hàng Chúng ta ghi nợ tài khoản 152 có tài khoản 112 à, à, Hoặc là những cái khoản chi ra cho chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính Thì chúng ta ghi bên nợ tài khoản 635, 641, 642, à, những cái khoản chi để trả nợ người bán hay là trả thuế hay trả lương hay là những cái khoản trả nợ vay vân vân thì chúng ta sẽ đối ứng với lại nợ tài khoản 331 hoặc 333 hoặc 334 hoặc 338 hoặc 341 vân vân ha. Còn trong trường hợp mà à, những cái khoản trên là là lỗ tỷ giá thì chúng ta ghi bên nợ tài khoản 635. Nói chung tất cả những cái khoản mà làm giảm tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng thì chúng ta ghi vào bên nợ tại, bên có tài khoản 111 hoặc 112. Rồi thì uh, quy trình để thực hiện kế toán tiền phạt như thế nào đây? À, đầu tiên là chuyện này là việc làm của một kế toán thanh toán. Kế toán thanh toán thì sẽ hàng ngày sẽ lập phiếu thu, phiếu chi ha kế toán thanh toán và sau khi lập phiếu thu phiếu chi thì kế toán thanh toán sẽ chuyển cho kế toán trưởng để duyệt kế toán kiểm tra kế toán trưởng sẽ kiểm tra kết hợp với chứng từ các thứ để kế toán trưởng kiểm tra sau khi kiểm tra ổn rồi thì kế toán trưởng sẽ trình lên giám đốc để phê duyệt ký à, đồng ý thu đồng ý chi ha sau khi được phê duyệt của giám đốc thì chuyển về cho thủ quỹ thực hiện thu hoặc chi thì thủ quỹ khi thực hiện thu hay chi gì nghĩa là tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thì phải yêu cầu ký tên đầy đủ, xin đầy đủ chữ ký của khách hàng ghi rõ họ tên mà cần nhất là các phiếu chi tiền không thể thiếu một chữ ký nào, một chữ ký nào nha các bạn. Tại vì nếu mà thiếu chữ ký thì xem như là đây là một chứng từ không hợp lệ, một cái khoản chi này có vẻ như là à không minh bạch ha. Rồi. thì đấy, thì nhiệm vụ của thủ quỹ lúc bây giờ là phải nhắc nhở khách hàng ký tên cho đầy đủ. Còn đối với tiền gửi ngân hàng thì quy trình thực hiện kế toán là đầu tiên khi thành lập doanh nghiệp thì giám đốc phải đến ngân hàng để mở một cái tài khoản, à, đến ngân hàng để mở một tài khoản và đăng ký chữ ký mẫu tại ngân hàng. Đồng thời chữ ký mẫu này có thể là đăng ký một chữ ký giám đốc cũng có thể là đăng ký hai chữ ký giám đốc và kế toán trưởng và À, nếu đã đăng ký bao nhiêu chữ ký và đăng ký trên chữ ký mẫu kiểu gì thì khi nhận tiền khi mà các giao dịch thực hiện phải theo đúng những cái chữ ký đó một chữ ký đăng ký thì hôm nay mình ký một chữ nếu có kế toán trưởng nữa thì phải đăng ký phải ký đủ hai chữ ký thì mới thực hiện được giao dịch và nếu có thay đổi chữ ký trong quá trình thực hiện đó nếu mình có thay đổi chữ ký thì phải đến ngân hàng để báo người ta thay đổi lại chứ nếu không đến ngày mà mình thực hiện giao dịch mà mình thay đổi chữ ký khác so với chữ ký mẫu thì cũng không thực hiện được nha các em rồi và sau khi à, mở được tài khoản và à, đăng ký làm các thủ tục về ngân hàng thì khi phát sinh các nghiệp vụ ngân hàng thì kế toán ngân hàng sẽ đến ngân hàng để giao dịch kế toán ngân hàng thì có thể là lập cái quỹ nhiệm chi hoặc là À, thực sử dụng sách chuyển khoản sách cầm tay hoặc là những cái à, chứng từ khác để đến ngân hàng để mà làm các thủ tục và sau khi làm thủ tục xong nếu như là à, nhập quỹ thì sẽ nhận được giấy báo có còn nếu mà mình chuyển trả cho ai đó thanh toán xuất quỹ thì chúng ta sẽ nhận được giấy báo nợ và cuối kỳ kế toán thì chúng ta nhận được cái sổ phụ ngân hàng để mà đối chiếu à, tình hình thực hiện tình hình à, biến động của tài khoản 112 ha thì đây là cái quy trình thực hiện kế toán tiền gửi ngân hàng các em có một cái ví dụ à, về kế toán tiền đồng Việt Nam thì à, tức là vừa rồi cô đã giới thiệu cho các em là à, kế toán tiền Việt Nam đồng và tiền, à, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng à, của Việt Nam đồng thì bây giờ chúng ta có một cái ví dụ về tiền mặt thì à, À, tại cái công ty ECV xuất một cái hóa đơn giá trị gia tăng số 241 ngày 12 tháng 7 năm 2018 Để bán hàng cho ông Nguyễn Văn A Thì à, à, căn cứ vào chứng từ này, căn cứ vào những thông tin của phòng kinh doanh chuyển qua Thì kế toán sẽ à, lập cái chứng từ và ông A này thì ông mua hàng ông trả bằng tiền mặt nha các em à, Thì thông tin của hóa đơn xuất là giá bán chưa có thuế là 10 triệu đồng À, thuế giá trị gia tăng 10% là 1 triệu, tổng thanh toán là 11 triệu thì ông A ông thanh toán bằng tiền mặt. Thì đây là chứng từ tiền mặt, kế à, toán sẽ lập chứng từ từ cái hóa đơn bán hàng số 241 đó thì kế toán sẽ lập chứng từ lập cái phiếu thu à, đầy đủ nè. Đây là ngày tháng phát hành phiếu thu, số phiếu thu, rồi tên của ông Nguyễn Văn A và à, nội dung là thu tiền bán hàng số tiền 11 triệu viết bằng số bằng chữ định khoản ở đây có định khoản thu bằng tiền mặt ghi nợ tài khoản 1111 có 511 và có 33311 à, ngày phát hành cũng là ngày 12 tháng 7 và chứng từ đi kèm là hóa đơn kèm theo cái hóa đơn à, giá trị gia tăng số à, 241 đó thì có đầy đủ chữ ký của giám đốc, của cái toán trưởng, của người lập phiếu và của người nộp tiền là ông Nguyễn Văn A. Thì đây là một cái loại chứng từ là phiếu thu. Thì cái toán trên phiếu thu đó thì cái toán mới ghi vào sổ, ghi vào sổ đây, định khoản ghi vào sổ ha. Nợ tài khoản 111 có 511 có 33311 đấy, định khoản ghi vào sổ. Và thể hiện trên cái sơ đồ chữ T như trước mặt các em đó. Rồi. Thì đây là cái ví dụ về tiền đồng Việt Nam à, một cái bài tập thực hành cho các em là các em sẽ về làm cho cô một cái ví dụ à, về cái tiền gửi ngân hàng hồi nãy là mình là tiền 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 mặt ha bây giờ mình làm cho cô một cái ví dụ về tiền gửi ngân hàng một cái ví dụ để làm gây ra biến động của cái tài khoản 112 ha đó là cái bài thực hành về nhà của các em rồi à, chúng ta bước qua kế toán tiền ngoại tệ một loại hình thái tiền nữa đó đó là ngoại tệ thì đây là cái loại tiền mà được phát hành bởi các quốc gia khác trên thế giới ngoài Việt Nam. Thì như chúng ta thường gặp đó là tiền à, đô la Mỹ, à, tiền à, đồng bảng Anh, đồng euro hay là đồng yên Nhật vân vân. À, thì để theo dõi à, ngoại tệ nếu là tiền mặt ngoại tệ thì chúng ta theo dõi trên tài khoản 1112. Nếu là tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ chúng ta theo dõi trên tài khoản 1122. Còn trong trường hợp tiền ngoại tệ đang chuyển thì chúng ta theo dõi trên tài khoản 1132. À, đó là những tài khoản để theo dõi tiền ngoại tệ. Thì à, kết cấu của tài khoản à, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ngoại tệ gì đó thì nó cũng tương tự như kết cấu của tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Việt Nam Đồng à, hay là tiền đang chuyển Việt Nam Đồng. Nhưng cái giá trị để ghi nhận thì nó có khác nhau kết cấu thì nó giống nhau nhưng mà giá trị ghi nhận thì nó khác khác nhau cụ thể là nếu à, khi phát sinh bên nợ khi phát sinh bên nợ thì áp dụng giá mua thực tế phát sinh à, tức là khi trên cái tài khoản trên cái tài khoản à, cô ví dụ như trên cái tài khoản khi phát sinh bên nợ thì các em à, ghi theo cái tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh, ha à, Nhưng mà khi phát sinh bên có đó thì các em lại ghi theo giá bình quân gia quyền động, à, rồi và à, các nghiệp vụ nếu mà lãi tỷ giá tức là trong quá trình phát sinh nếu mà có lãi tỷ giá thì cái phần lãi tỷ giá như hồi nãy chúng ta biết đó, là cái phần trên lệch lãi chúng ta đưa vào bên nợ của tài khoản 111 hoặc 112 và đối ứng với có tài khoản 515 ha và ngược lại nếu lỗ đây là trường hợp lãi nha các em còn trường hợp lỗ thì chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản sáu ba năm có tài khoản rồi thì đây là cái khác nhau giữa cái cái cách ghi chép tiền Việt Nam đồng và tiền ngoại tệ còn các thứ thì nó tương tự như nhau về cái kết cấu ha Và đối với đồng ngoại tệ thì cuối năm tài chánh chúng ta phải à, đánh giá lại so với thực tế xem coi là nó tăng hay giảm. À, thì lúc bây giờ chúng ta sử dụng tài khoản 413 thì đánh giá lại cũng tương tự nếu nếu tăng nếu tỷ giá tăng tức là nếu lãi tỷ giá đó các em nếu lãi tỷ giá thì các em nhìn trên màn hình nếu lãi tỷ giá thì chúng ta ghi à, cũng đưa vào lãi tỷ giá thì chúng ta cũng ghi nợ tài khoản 1112 1122. Nhưng mà cái phần lãi tỷ giá khúc bây giờ thì chỗ này chúng ta thay bằng tài khoản 413 ha. Thay bằng tài khoản 413. Rồi, trường hợp lỗ tỷ giá. Nếu là lỗ tỷ giá khi đánh giá lại thì chỗ này chúng ta ghi nợ tài khoản 413 có tài khoản hai 11 1122 tương tự như vậy. Thì ở đây cô hướng dẫn cho các em cái cách để tính tỷ giá bình quân di động, à, công thức tính tỷ giá bình quân di động vào cuối kỳ, tại cái ngày mà mình chốt sổ đó, thì à, tỷ giá được tính, tử số của nó sẽ là tổng số dư, ví dụ cô đang tính tỷ giá bình quân di động trên tài khoản tiền mặt ngoại tệ, thì à, tử, tử số của nó là tổng số dư trên cái à, tài khoản 1112 và mẫu số của nó sẽ là số lượng ngoại tệ tồn quý tại thời điểm xuất ngoại tệ. Còn nếu là tính giá bình quân di động trên cái à, à, tiền ngoại tệ gửi ngân hàng thì tử tử số của nó sẽ là số dư bên nợ của cái tài khoản một một hai hai tổng số dư bên nợ và mẫu số của nó sẽ là số lượng ngoại tệ tại ngân hàng ngoại tệ tại ngân hàng tại thời điểm mà mình tính đó là công thức để tính tỷ giá bình quân gia quyền di động rồi thì các em có một cái ví dụ à, kế toán tiền mặt là ngoại tệ ở đây thì một cái doanh nghiệp à, vào cái tháng giêng năm 2016 có cái số liệu như sau số dư đầu kỳ của nó sẽ là 2.000 USD à, 2000 này thì à, quy ra tiền Việt lúc đó là 39 triệu 400 ngàn 39 triệu 400 ngàn Ngày 5 nhập quỹ 10 ngàn đô Tỷ giá lúc khi nhập quỹ là 20 ngàn đồng 1 USD à, Ngày 6 chi thanh toán 5 ngàn USD Ngày 6 chi thanh toán 5 ngàn USD Ngày 7 thì nhập quỹ 2 ngàn USD 2 ngàn nhập quỹ này là tỷ giá 20 ngàn 400 Ngày 9 thì thanh toán 1.000 USD tức là xuất quỹ chi thanh toán. Lúc bây giờ thì kế toán sẽ ghi sổ sau đây. Các em để ý giống như hồi nãy cô có nói đó khi xuất quỹ tức là khi chi ra thì chúng ta phải tính à, cái tỷ giá bình quân gia quyền di động. Có nghĩa là mỗi một biến động nhập quỹ thì sẽ làm thay đổi cái tỷ giá bình quân này cho nên chúng ta phải tính lại. Thì như vậy trong bài của mình à, tồn đầu là 2.000 đô đến ngày năm có nhập quỹ 10.000 đô tức là chúng ta tới cái ngày năm cuối ngày năm sau khi nhập cái quỹ này thì cái giá bình quân ở đây nó đã khác rồi cho nên chúng ta phải tính cái tỷ giá của cái ngày năm này ha thì chúng ta đây kế toán lần lượt đi tính nè à, tỷ giá tại ngày năm với công thức như cô hướng dẫn hồi nãy thì tính ra được tỷ giá này là 19.950 tương tự như vậy à, sau khi tính ra tỷ giá này thì bắt đầu à, xuất quỹ ngày 6 chúng ta áp cái tỷ giá này vô à, chúng ta xuất ra xuất ra à, ngày 6 à, à, 7 ngàn ngày 6 chúng ta xuất ra 5 ngàn đô thì số dư cuối kỳ ở đó chúng ta còn 7 ngàn đô và lúc bây giờ qua ngày ngày 7 chúng ta lại có nhập vô là 2.000 đô nữa thì khi nhập vô 2.000 đô thì tỷ giá chúng ta lại biến động. Thì muốn xuất ra chúng ta phải tính lại cái tỷ giá bình quân. Như vậy thì các em nhìn thấy trên cái bản tính này cứ mỗi một đợt có nhập ngoại tệ vô thì chúng ta phải tính cái tỷ giá bình quân trở lại trước khi xuất ra ngoại tệ. Và tương tự như vậy thì cho đến cuối kỳ còn lại 9.000 đô. 9.000 đô cuối kỳ. 9.000 đô cuối kỳ thì cái trị giá của nó lúc bây giờ 9.000 đô cuối kỳ của chúng ta là À, trị giá là 160 triệu 400.000 180 triệu 400.000 đồng và sau khi uh, xuất ra 1.000 đô nữa thì nó còn lại 8.000 đô theo trị giá là 160 triệu 400.000 đồng thì nó toàn bộ cái ví dụ này là để hướng dẫn cho các em cách để tính cái uh, tỷ giá bình quân gia quyền khi nào là mấy đi tính Và khi nào thì thì thì, thì uh, nó làm biến động cái tỷ giá của mình ha rồi thì vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em là à, tiền à, việt nam đồng và tiền à, ngoại tệ của hai dạng tiền mặt tiền gửi ngân hàng còn ở đây à, cô à, à, nói đến cái tiền đang chuyển thì thực ra cái tiền đang chuyển đó thì à, trong cái thời đại công nghệ hiện nay à, như chúng ta thường hay nghe nói là công nghệ 4.0, thì à, mỗi một cái động tác chuyển tiền của mình nếu cùng một hệ thống ngân hàng thì chỉ trong vòng tích tắc vài phút là chúng ta đã nhận được báo nợ hay là báo có. Còn khác hệ thống thì cũng khoảng chừng 15 phút hoặc nửa tiếng, thậm, thậm chí có khi à, đường truyền nghiễn mạch gì đó thì nó là một ngày. Thế thôi. Cho nên nó cũng hiếm khi mà người ta sử dụng cái tài khoản tiền đang chuyển. ha Rồi, còn cái à, vàng tiền tệ thì sao? Vàng tiền tệ thì hiện nay À, luật của Việt Nam mình đó là cũng hạn chế sử dụng thanh toán bằng vàng tiền tệ, cho nên đây cũng là một cái à, mảng hạn chế. Thì hai vấn đề này thì trong tài liệu có sẵn các em về đọc thêm ha, để cho nó à, phong phú thêm cái kiến thức của mình. Rồi, thì à, à, tiền đang chuyển thì cô có cái à, cô có cái à, chứng từ gửi cho các em để các em minh chứng rằng là những cái khoản tiền ví dụ như các đơn vị mà làm xuất nhập khẩu mà khi cần chuyển tiền đi nộp thuế thì phải phải qua một cái chặng đường rất là dài mới được đến tới cơ quan thuế thành thử ra là trên đường mà tiền đi như vậy thì người ta đưa vào tiền đang chuyển Đó thì đây là một loại chứng từ của tiền đang chuyển ha thì các em về tham khảo thêm hai vấn đề này thì À, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và cô chúc các em thành công tài liệu học tập là chương trình giáo trình kế toán tài chính một uh, của các thầy cô giảng viên ở trường ở khoa kinh tế tài chính uh, biên soạn thì các em có thể liên lạc về khoa uh, để mà um, tìm cái giáo trình này cũng như các em uh, bài uh, về nhà bài tập về nhà của các em như cô nói hồi nãy một cái ví dụ uh, về uh, uh, sử dụng tiền uh, Uhm, gửi ngân hàng ví dụ về tiền gửi ngân hàng và tiền ngoại tệ cũng như những cái bài tập của chương 1 trong sách uh, kế toán tài chính một giáo trình tài chính một ha à, chào các em chúc các em thành công